Hello, xin chào quý khách quay lại với cửa hàng máy kính tái quang. Thì hôm nay bên Liêm có khách hàng gửi cho Liêm cái gọng ha, trên thùng monitor sao sai, thì bị gãy cái chốt bát nè, phía trước rồi. Mọi người sẽ thấy gãy cái chốt bát phía trước rồi. Đây, thì hỏi là có làm được không? Thì bên Liêm vẫn có thể nhận hàng và thay mới cho mọi người nha. Một là sẽ thay lại cái bát này, sẽ bỏ cái bát cũ ha, thay cái bát mới, và sẽ gắn lại và sửa lại, và sau khi mình sửa xong á thì mình vẫn có thể sử dụng và gặp radio bình thường ha. Đây là cái video phần 1 mà khi bên Liêm trước khi sửa chữa ha. Sau khi sửa xong thì bên Liêm cũng sẽ quay lại cho mọi người xem cái quá trình hoàn thành như thế nào. Thì mọi người chờ phần 2 ha. Khi nào xong thì bên Liêm sẽ quay lại cho mọi người cùng xem ha. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trước ha. Hello, xin chào quý khách hàng quay lại với cửa hàng máy kính tái quang. Vậy là bên Liêm đã sửa chữa xong cái dòng trên thùng monitor sâu sai nha. Ở Liêm, cái bát này nó bị gãy đúng không? Đó. Bên Liêm đã phục hồi lại ha. Cái bát nè, vẫn đầy đủ 7 chấu ha. Đây, vẫn đầy đủ 7 chấu. Rất là đẹp ha. Thì những cái phụ kiện chuyên dụng á thì phải nhập khẩu để có thể gắn lại và sửa cho khách hàng này. Rất là đẹp ha, cũng giống như mới ha. Liêm quay cận cảnh cho mọi người xem thì nó thực sự không khác biệt gì. Mọi người thấy không? Không có khác biệt gì nè. Bên này là bên sửa chữa nè, bên này là bên nguyên bản nè. Rất là đẹp ha, vẫn chắc chắn như xưa mà mình có thể tái sử dụng rất là tốt ha. Mọi thứ rất là ổn áp đây. Mọi thấy không? Rất là ok nha. Rồi, vậy là coi như là Liêm đã xong cái kính này. Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách nha.